tiết lộ hợp đồng với những điều kiện bất ngờ của Mai Phương, Trương Hồ Phương Nga khi làm vedette. Hai số phận, hai cô gái đặc biệt của làng giải trí tạo nên đêm diễn đầy cảm xúc trong show thời trang Đức Vinci. Nhà thiết kế Đức Vinci giới thiệu nội dung về bộ sưu tập của mình tại tuần lễ thời trang Việt Nam 2018 bằng lời lẽ ý nghĩa, nói như cách tạo động lực thôi thúc cách nhìn nhân văn của con người với những biến cố lầm lỗi của tuổi trẻ. Vì ý nghĩa này, anh chọn Mai Phương, cô gái bước qua nghịch cảnh cuộc đời để tự tin hướng về phía trước mở màn. Riêng Phương Nga là hình ảnh những cô gái mạnh mẽ làm chủ cuộc đời sau một lần vấp ngã là kết xô. Mai Phương được thuê phòng riêng khách sạn gần nơi diễn ra tuần lễ thời trang Việt Nam 2019 để nghỉ ngơi vì tình hình sức khỏe của cô không tốt. Mai Phương đến sàn diễn trong tâm thế háo hức pha lẫn hồi hộp. Trước một ngày show diễn diễn ra, tình trạng sức khỏe không ổn định, vì thế ekip tỏ ra lo lắng. Thế nhưng bằng sự động viên của gia đình và đàn chị Ốc Thanh Vân, Mai Phương sẵn sàng mang câu chuyện nghị lực cá nhân lên sàn diễn. Trước 10 tiếng show diễn ra, tôi thở phào nhẹ nhõm khi Mai Phương tỏ ra sung sức. Tuy nhiên, để đề phòng mọi bất trắc, ekip quyết định thuê khách sạn kế bên nhà thi đấu Nguyễn Du để Mai Phương nghỉ ngơi make up. Nữ diễn viên chỉ vào sau hậu trường khoảng 15 phút để thay đồ. Khi nhìn thấy sự hồi hộp của Mai Phương, tim tôi nghẹn lại. Khoảnh khắc từ bước chân nhẹ nhàng, thân hình nhỏ nhắn của Mai Phương lướt trên đường băng, lần nữa tôi nghẹn ngào, ít ra tôi đã mang đến một kỷ niệm đẹp cho Mai Phương trong thời điểm này, Đức Vinci bày tỏ. Phương tươi tắn tỏa sáng trên sàn diễn. Ngay sau show diễn, Mai Phương vào hậu trường và khóc, giọt nước mắt xúc động của nữ diễn viên, làm dàn mẫu có mặt không khỏi bùi ngùi. Nếu Mai Phương là câu chuyện của cô gái nhỏ nhắn vượt nghịch cảnh, thì Phương Nga hoàn toàn ngược lại. Nga làm chủ cuộc đời mình, ngay cả chi tiết nhỏ nhất. Khi gửi lời mời đến Phương Nga, chúng tôi chuẩn bị bản vẽ trang phục, hợp đồng làm việc 2 trang A4 để thỏa thuận những điều khoản chung riêng. Ẩn sâu trong cô gái này là sự mạnh mẽ chuyên nghiệp, đâu ra đó rất rõ ràng. Chúng tôi gặp nhau tại showroom riêng, dành 2 tiếng nói về hợp đồng thử trang phục. Ngoài ra, Nga là người mẫu duy nhất trong dàn người đẹp yêu cầu có nhạc trước để tập luyện, Đức Vinci chia sẻ. Sau lần trở lại sàn diễn, Phương Nga thổ lộ cô hạnh phúc vì tình yêu của khán giả đồng nghiệp. Khi bước ra sân khấu, tôi rất cảm động. Khi mọi người quan tâm đến mình, nhìn xuống phía khán đài, tôi thấy vài người quen vẫy chào mình, trong đó có chị Cindy Thái Tài. Chị ấy gọi tôi khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi không thấy lo lắng việc khán giả có đón nhận hay không. Vì hồi tháng 3 vừa qua tôi cũng có tham gia một show ở Hà Nội rồi. Khi đến đó tôi đã nhận được nhiều lời động viên từ các anh chị báo chí, truyền thông, khán giả. Nên tôi lo lắng cho chất lượng biểu diễn của mình nhiều hơn, Phương Nga tâm sự. Hoa hậu Phương Nga vừa hạnh phúc vừa áp lực với lần trở lại lần này. Lên đồ đi đám cưới, Trường Giang nổi hơn chú rể nhưng vẫn thua Hoài Linh, đàn anh trẻ bất ngờ. Xuất hiện tại đám cưới một người quen hai danh hài Trường Giang và Hoài Linh chiếm hết spotlight. Mới đây Hoài Linh, Trường Giang vừa gây chú ý khi cùng xuất hiện tại đám hội của một người quen. Hai danh hài hàng đầu Việt Nam khiến nhiều khán giả thích thú khi diện sơ mi kết hợp cùng áo vest lịch lãm chiếm trọn spotlight của buổi lễ. Dự đám hội của người bạn thân thiết, Trường Giang gây ấn tượng với vẻ ngoài bảnh bao. Mười khó xuất hiện trong bộ vest đen phối cùng áo sơ mi trắng, châu chuốt như soái ca. Trường Giang luôn nở nụ cười thân thiện vui vẻ trò chuyện cùng các quan khách. Nhận ra nam diễn viên nổi tiếng, nhiều người hâm mộ đến xin chụp hình lưu niệm. Ông xã của nhà Phương được săn đón hơn cả nhân vật chính, dù không sở hữu chiều cao lý tưởng. Song nhờ sự chỉnh chu trong cách ăn mặc, Trường Giang vẫn được khen nổi bật hơn cả chú rể. Tuy nhiên, chiếm spotlight đám cưới còn có chú Tư Hoài Linh. Diễn viên hài lừng danh trong trẻ trung hơn hẳn khi chọn bộ vest màu bả trầu. Trái với hình ảnh giản dị thường ngày, đã lâu rồi các fan hâm mộ mới thấy chú Tư lên đồ cầu kỳ đến như vậy. Không có khoảng cách của người nổi tiếng, Hoài Linh thân thiện tay bắt mặt mừng với mọi người. Đám cưới nhỏ bất ngờ được chú ý nhờ sự xuất hiện của hai danh hài hàng đầu Việt Nam. Thu Thủy bên Minh Hằng, cống hiến thì không ai khen, gặp nạn thì ào ào vào nói và chửi. Trước những bàn luận trái chiều xoay quanh cuốn nhào lộn loạn choạng của Minh Hằng trên sàn diễn của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2019, ca sĩ Thu Thủy đã lên tiếng bên vực. Minh Hằng đảm nhiệm vai trò vedette cho một show diễn thời trang trong khuôn khổ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Tại đây, bé heo diện bộ trang phục thể thao, tết tóc khỏe khoắn. Thế nhưng trong lúc cắt quốc, Minh Hằng đã gặp sự cố khi nhào lộn. Cuốn nhào lộn không những không thành công mà Minh Hằng còn loạn choạng suýt ngã. Rất nhiều người bàn tán xung quanh màn nhào lộn quá sai này của Minh Hằng, trong đó có không ít ý kiến chỉ trích. Mới đây Thu Thủy đã lên tiếng bên vực Minh Hằng. Cái gì cống hiến thì không ai khen, không ai công nhận.
Chỉ khi gặp nạn gặp chuyện thì ào ào nói và chửi. Khi có người truyền tay cho chị líp em nhào lộn bị té, đặt vào vị trí em, chị biết ngay là do bộ tóc quá nặng mới làm em ngã nhào. Thấy được em xử lý quá bản lĩnh, nếu tay không đủ mạnh thì đã làm em té sập người mất rồi. Dám làm là đã hơn người rồi em à, cứ tự hào nhé. Ca sĩ Thu Thủy lên tiếng bênh vực Minh Hằng sau sự cố trên sàn diễn. Thu Thủy cho rằng Minh Hằng đã rất bản lĩnh để xử lý không bị té sấp người. Trước đó, trong buổi tổng duyệt, Minh Hằng đã thực hiện khá thành công màn nhào lộn. Và lý do cô suýt ngã là bởi sàn quá trơn. Nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu mà Minh Hằng không bị ngã. Cô cũng chia sẻ hài hước về việc này. Tôi tưởng mình không còn ra ăn cháo rồi. Ngoài Minh Hằng, nhiều người mẫu khác trong chương trình cũng bị vấp hay suýt ngã do sàn trơn. Trong đó có siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Lý do Minh Hằng suýt vô ích không phải do tóc quá nặng như Thu Thủy dự đoán mà bởi sàn quá trơn. Minh Hằng xin lỗi về cú nhào lộn, mình phải làm những điều không ai dám. Sau một ngày im lặng thì giờ đây nữ ca sĩ đã lên tiếng về sự cố của mình trong đêm diễn gây sự chú ý của mọi người. Dù đã được mọi người cảnh báo trước rằng sàn rất trơn, nhưng Minh Hằng vẫn cương quyết thể hiện cú nhào lộn thế này. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Minh Hằng lần đầu chia sẻ cảm xúc của cô sau sự cố ở đêm diễn thời trang trong khuôn khổ sự kiện Việt Nam International Fashion Week 2019. Cụ thể cô bộc bạch, cú chao đảo bị diễu cực lịch sử, nhưng cú đua người trên không lại đi vào lãng quên, lỗi mình, lỗi người hay lỗi tại cái sàn. Khi Minh Tú diễn mở màn vừa bước vào đã chạy lại nói với mình, chị ơi, cô lại màn nhào lộn nhé, sàn trơn lắm. Rồi lần lượt các bạn người mẫu bước vào, Tú đều hỏi sàn còn trơn không, các bạn vừa nói sàn rất trơn. Vừa đi đến các bạn diễn còn lại la to, sàn trơn lắm mọi người cẩn thận nhé. Mình đứng ngay TV, mặt xanh chành như tàu lá chuối. Minh Tú đi hẳn đến bên mình, chị không nên lộn đâu, rất nguy hiểm. Mình nhắm mắt lại suy nghĩ hai từ lộn hay không lộn. Não mình như phim hoạt hình có hai con A-Kin đấu đá nhau để giành phần thắng. Và cuối cùng mình đã chọn gì mọi người cũng đã biết rồi, không ai dí súng vào đầu, bắt mình lộn. Nhưng mình đến đây không phải để làm người mẫu cách quốc mặc khuôn ngầu trên đường băng lạnh lùng đấy. Mình đến đây vì mình là đại diện cho nét đẹp năng động, khỏe mạnh và dẻo dai. Mình đại diện cho từng lớp. Nhìn mấy đôi chân dài là phát thèm, vì thèm quá mà lại không có nên bắt buộc phải lao đầu vào tập luyện để siết chỗ này và nở chỗ kia. Ít ra không dài thì chỉ số hình thể cũng ổn và quan trọng nhất là khỏe. Khỏe để làm những điều không thể trở thành có thể. Mình phải làm những điều không ai dám làm để rồi ngước mặt một cách đầy tự tin về phía mọi người. Mình đã làm được rồi, mọi người cũng sẽ làm được thôi. Quan trọng là dám làm, dám chịu đau đớn. Đủ sự kiên định và niềm tin, lúc đó chợt nhớ đến cháu mình. Lần lượt đầu tiên của bả thật vất vả gian nan, nghe tiếng bả la thất thanh mà đầu thì vẫn cắm xuống nệm. Nhưng mọi thứ tốt dần lên khi có sự luyện tập và quan trọng là bả sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc để được học hỏi những điều mới. Quay lại vấn đề chính lỗi tại ai, đích thị là không phải lỗi ở cái sàn vì đã có rất nhiều người mẫu đi trước đã té. Mình đã được mọi người cảnh báo, nhưng trời à, mình đã quá tự tin và lì lợm. Mình đã nghĩ suốt những năm tháng, ta mình rèn luyện bản thân và suốt một tuần lễ qua mình đã trồng chuối còn nhiều hơn ăn cơm. Đến ngủ mình còn toàn mơ và phân tích các chi tiết bộ phận trên cơ thể làm sao để kiểm soát thật tốt. Mình đã quá khao khát có được màn biểu diễn ấn tượng mà quên đi những rủi ro sẽ gặp phải cho mình và sẽ ảnh hưởng đến chương trình hay đặc biệt là đối tác của mình. Mình xin chân thành xin lỗi đã không làm tốt nhiệm vụ được giao để truyền đi những thông điệp tích cực mà thể thao mang lại. Các bạn có quyền cười chê vào tai nạn nghề nghiệp của mình vì rõ ràng mình đã không làm trọn vẹn. Đọc comment, thấy mọi người nói cười muốn tụt quần, riêng mình thì xấu hổ muốn đội quần. Nhưng sau tất cả, mình có hối hận với những gì mình đã làm không? Chắc chắn là không. Nếu không có một Minh Hằng lì đòn, chịu đấm ăn xôi, bỏ qua hết tất cả những hiểm nguy của bản thân, chỉ chăm chăm vào kết quả hoàn mỹ mà bản thân đặt ra, thì sẽ không có một Minh Hằng của ngày hôm nay. Vì mình nhận thức được rằng, mình không sắc nước hương trời cũng chẳng thông minh bằng ai. Nên cái duy nhất mình luôn cố gắng duy trì và nắm giữ là nghị lực và niềm tin. Chắc vì tự kỷ ám thị câu thần chú mình sẽ làm được hoài. Nên cứ tưởng mình là siêu nhân thiệt. Xin lỗi tất cả mọi người, những ai yêu quý mình luôn trông đợi vào mình, đã thất vọng vào lần này. Nhưng hãy luôn tin tưởng rằng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhé. Cô gái sau một ngày im lặng trốn thế giới, nay lại mỉm cười đương đầu với thế giới. Nữ ca sĩ vô cùng tự tin khi chào sân, chẳng kém gì các người mẫu chuyên nghiệp. Cả màn đu dây cực xuất sắc, nhưng spotlight và nhiều lời chê bai lại rơi vào màn nhào lộn không nên được trọn vẹn này. Sau tất cả, rất may mắn khi Minh Hằng đã không gặp phải một chấn thương đáng tiếc nào từ cú trượt chân kia. Hy vọng mọi người nhìn nhận trọn vẹn phần biểu diễn để thấy một người ca sĩ nhưng lại có thể đu dây trồng chuối,
chỉ để mang lại sự mới lạ cho người xem. Hãy ghi nhận sự cố gắng thay vì dùng những lời chê bai, cười vào sự cố gắng của người khác. Sốt và hôn mê hai ngày liên tiếp, nghệ sĩ Lê Bình đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Một đồng nghiệp vào thăm Lê Bình cho biết, nam nghệ sĩ đang rơi vào trạng thái sốt và hôn mê. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của ông khá nguy kịch. Khoảng một tuần trước, nghệ sĩ Lê Bình phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu. Ông bị liệt nửa thân dưới, hai chân sưng phù do bệnh tình ngày càng trở nặng. Được biết, tế bào ung thư của nam nghệ sĩ đã di căn vào tủy, khiến sự sống trở nên mong manh. Căn bệnh ung thư hành hạ khiến gương mặt nam nghệ sĩ gầy guộc hốc hác. Dù vậy, ông vẫn giữ cho mình thái độ sống lạc quan, tích cực. Trước bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu của Lê Bình, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã tới thăm và động viên nam diễn viên sinh năm 1953. Mới đây, một đồng nghiệp đã tới bệnh viện 175 để hỏi thăm sức khỏe của nghệ sĩ gạo cội. Theo người này cho biết, Lê Bình đang rơi vào trạng thái sốt và hôn mê 2 ngày liền, sức khỏe của ông hiện khá nguy kịch. Đính kèm là tấm ảnh nam diễn viên người đẹp Tây Đô nằm mê man, người chỉ còn da bọc xương. Hình ảnh của nghệ sĩ Lê Bình khiến công chúng không khỏi xót xa. Thương chú quá, cầu mong chú vượt qua được ải này. Những nghệ sĩ chân chính tài năng đang dần về với đất mẹ, chỉ mong có phép màu để chú khỏi bệnh. Cố gắng lên chú, sức khỏe sẽ tốt lên thôi, là những lời động viên từ phía cư dân mạng. Hình ảnh mê man của nghệ sĩ Lê Bình khiến nhiều người rơi nước mắt. Cách đây ít ngày, á hậu Trịnh Kim Chi tiết lộ nghệ sĩ Lê Bình lở loét phần thân dưới, ăn và nói chuyện rất khó khăn. Đến thăm anh mà chỉ dám nói chuyện vui thôi, cũng chỉ muốn nhìn thấy anh cười, không muốn thấy anh khóc đâu. Vậy mà khi anh nói, anh bị lỡ phần mông lúc nào không hay. Vì nguyên từ thắt lưng trở xuống, anh không còn cảm giác, anh cười rồi nghẹn lại. Anh cười đó rồi khóc đó, khi nói đến tình cảm của anh em đồng nghiệp, cùng khán giả đều mong anh khỏe mạnh. Cô con gái nuôi thấy tôi và đạo diễn Lê Bảo Trung vào thăm, vội vàng mang ly sữa, nói ép anh uống. Vì chỉ khi bạn bè đến thăm, anh mới cố gắng ăn uống được nhiều hơn. Một ly sữa đầy anh uống hết, vì có lẽ chúng ta đến với anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh để chống chọi với căn bệnh của ác này. Một chai thuốc anh truyền vào cơ thể mất hơn 60 triệu, một con số không nhỏ đối với anh Lê Bình trong lúc này. Mọi người ơi, nén đọc và chia sẻ giúp đỡ anh Bình nha. Cảm ơn mọi người vì tất cả, cô viết. Cách đây không lâu, Trịnh Kim Chi cũng vào thăm và tiết lộ nghệ sĩ Lê Bình bị lở loét phần thân dưới, ăn và nói chuyện rất khó khăn.